một cái phần nữa mà chúng tôi sẽ làm cho các bạn đấy là cái phần điều chỉnh giá trị tài sản. À, cái phần này thì nó cũng dính dáng rất nhiều vấn đề lắm các bạn ạ. Ví dụ như là do đánh giá lại lại tài sản này. Mà chủ yếu là do cái phần đánh giá thôi. Ví dụ như chúng ta từ một doanh nghiệp bình thường chúng ta cổ phần hóa. Cổ phần hóa thì đánh giá lại tài sản thì giá giá, giá trị nó thay đổi hoặc tăng hoặc giảm lên đúng không? cái này thì có một cái hội đồng đánh giá nó quyết định cái vấn đề này và quyết định cái giá trị tài sản giá trị của doanh nghiệp bao nhiêu trong đấy có liên quan đến phần tài sản. Như vậy chúng ta sẽ lập cái phần điều chỉnh giá trị tài sản này nó cũng không có gì là 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 khó. Chúng ta chọn phần tài sản cố định, chúng ta điều chỉnh. Đấy, chúng ta vào mục điều chỉnh chúng ta chọn thêm mới. Đây là điều chỉnh theo quy định quyết định nào các bạn đánh diễn giải vào đây nhé Ví dụ cái ngày ghi thế này này, chúng ta nhìn thấy này có một cái tài sản mất xu mà chúng ta đã khai báo giảm trong tháng 5 rồi, thế nên ở đây là có hai tài sản thì ở đây khi chúng ta chọn tháng 12 thì chúng ta điều chỉnh ấy. thì nó sẽ chỉ hiện lên một cái vì cái kia chúng ta ghi giảm rồi thôi đúng không? À, tài khoản nợ của chúng ta là 211. Ví dụ thế cái tài sản này nó là chúng ta khai báo nó là 211. Thế thì cái tài khoản có, cái tài khoản có này là cái tài khoản do cái kế toán thực tế các bạn làm. Ví dụ như cái phần uh, giá trị khấu hao các bạn nhìn thấy không? giá trị khấu hao mới ở đây là được đánh giá là cái giá trị khấu hao hiện tại nó là nguyên nguyên giá nó là 1 tỷ rưỡi nhưng mà cái giá trị người ta đánh thì đánh giá khấu hao là chỉ còn 1 tỷ 3 thôi đấy thì tranh lệch 200 triệu cái phần tranh lệch này hạch toán vào đâu chúng ta có thể coi như là một cái khoản mất đi nào đấy các bạn tra cứu trong sách kế toán nha đấy thời gian tính khấu hao còn lại người ta thì đẩy xuống còn 90 tháng thôi thế thì cái tranh lệch ba này cái đối tượng này này đối tượng này là công ty là cái gì khoản mục chi phí đấy các bạn chỉ lập thế này là các bạn đã ghi giảm được một cái tài, uh, điều chỉnh những cái giá trị tài sản do cái phần gì uh, cái phần này là bị mất đi uh, bị mất đi thì các bạn biết là uh, thiệt thòi chúng ta thôi đúng không để đánh giá tài sản để lâu không dùng nó hoen rỉ đúng không chúng ta lập xong chứng từ thôi đúng không